Audio Jungle. Xin chào bọn sinh. Thì tiếp theo là mình sẽ giải câu 40. Thì câu này nó thực ra thì nó là một câu nó tương đối là bình thường ha. Nhưng mà các bạn phải biết kỹ năng các bạn xài đồ thị, các bạn vận dụng đồ thị thì các bạn mới làm được câu này ha. Thì câu này cũng có thể giải theo cách gọi là cách tính cũng được. Nhưng mà nói chung là cách tính thì nó hơi lằng nhằng. Nhưng mà cái đáp án đây người ta cho là người ta cho luôn cái kết quả nó rồi, cho nên là chúng ta phải làm luôn. Đường 1, đường 2, đường 1 là đường nét đứt ấy, còn đường đường 1 là đường nét đậm ấy, đường 2 là đường nét đứt ấy, nha. Tốc độ cực đại của chất điểm 2 là 4π, 4π. Như vậy chúng ta nhìn vào cái đồ thị chúng ta thấy biên độ bằng ngay bằng 6 rồi nha các bạn nhé. Như vậy chúng ta có A bằng 6, A1 bằng A2. Hai cái biên độ bằng nhau ha, A1 bằng 32 bằng 6. A1 này bằng A2 này bằng 6 này, được chưa? V max của chất điểm 2 á thì bằng 4π. V max thì bằng rõ ràng bằng omega A, đúng không ạ? Hoặc là bằng 2π chia T nhân A là chúng ta hay bằng 6. T này T2 nhé các bạn. Từ đây chúng ta rút ra được á là π với π bỏ này. Π với π bỏ này. Rồi chúng ta suy ra T2 của chúng ta bằng mấy nhỉ? 26 12 12 chia 4 là bằng 3 giây. Và nhìn vào cái đồ thị này ta thấy là T2 nó sẽ gấp đôi là T1. Đúng không ạ? Nhìn đây, nhìn cả hai cái đỉnh em thấy này. Thấy không? T2 gấp đôi T1, như vậy T1 đấy. T1 thì nó bằng T2 mà chia đôi ra thì chúng ta thấy là bằng 1.5 giây. Giây hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn này. Mình sẽ chỉ cho các bạn cái chỗ mà chúng ta phát hiện được đáp án này. À, dùng cái nào ta? Rồi ha, bây giờ phóng to lên này. Rồi, các bạn để ý ha. Cái chất điểm mà nó đụng nhau á, người ta bảo là thời điểm chất điểm cùng ly độ lần thứ 5. Thì các bạn thấy là lần đầu tiên nó cùng ly độ là cái chỗ đầu tiên này. Lần thứ hai là cái chỗ này này, thấy không? Lần thứ ba này. À đâu, mình không tính lần đầu tiên nha, lần 1 đây này. Được chưa? Lần 2 này, thấy chưa? Lần 3 này. Lần 4 này. Và đây là lần 5. Hiểu không? Như vậy chúng ta thấy lần 5 nó giữa hai cái đỉnh này, hai cái đỉnh phía trên này. À, nó giữa hai cái đỉnh này. À, bây giờ chúng ta coi cái đỉnh thứ nhất này, cái đỉnh bên bên màu màu nét đậm nha. Thì chúng ta thấy này. Cái nét đậm ở đây này, tức là đây từ đây qua đây là được một chu kỳ này. Mà cái chu kỳ của thằng T1 á nó là 1.5 giây, tức là từ đây mà qua đây là 1.5 này. Từ đây mà qua đây nó thêm 1.5 đó là 2 phết là 3, đúng không ạ? Từ đây mà lên đến cái đỉnh đậm ở trên này thì có phải là 1/4 chu kỳ đó không? Như vậy chúng ta có cái lần cái thằng chu kỳ, cái thằng mà vị cái thời điểm cái đỉnh này này thì nó ứng với cái số là bao nhiêu, mình sẽ ghi cho các bạn ha. Mình sẽ ghi cho các bạn thì nó sẽ là, nhớ nhá, cái thằng đầu tiên nhá, cái thằng đầu tiên là phải 3 giây và cộng thêm quái kỳ lạ. Rồi bây giờ chúng ta thấy này, chỗ này này, được chưa? Rồi sang bên này là 3 này, sang bên này là 1.5 này, được chưa? Là của cái thằng đường 1 nhá, đang nói đường 1.
từ đây sang bên đây là 3 này, được chưa? Mà từ đây mà lên đến cái đỉnh này á thì nó phải cộng thêm 1/4 cái chu kỳ của thằng T1 nữa. Như vậy thì cái thời điểm đó chính là 3 giây mà cộng cho 1,5 mà chia cho 4. Được chưa? 3 giây cộng 1,5 chia 4 nhá. Tức là mình sẽ tính từ cái chỗ vào đầu đây mà sang bên đây, đến cái đỉnh này, tức là 3 giây cộng 1,5 chia 4 thì mình tính được là 3,375. Nha, tức là cái chỗ cái đỉnh này này. Đấy các bạn, nếu mà tí mình sẽ zoom cho các bạn coi đó. Được chưa? Như vậy bây giờ mình có tính cái đỉnh này, mình có tính cái đỉnh cái bên này. Đỉnh cái bên này của nó. Đỉnh cái bên này của nó mình thấy rõ ràng là từ đây mà sang đây là 3 giây này, được chưa? 3 giây mà lên đến cái đỉnh này thì có phải 3 cộng thêm 1/4 của cái chu kỳ đúng không ạ? Như vậy cái thằng thứ hai là 3 với cộng với T trên 4, T trên 4 tức là 3/4. À, tức là mình sẽ có là 3,75. Rồi giữa 3,75 với 3,75 chỉ có một đáp án thỏa mãn là đáp án D thôi các bạn. Được chưa? Rồi ha. Mình dừng bài này đây nhé.